nhà mà có cái bảng phóng phi tiêu thì rất vui, nhưng phóng hụt thì xử lý ngay, tháo bỏ cái bảng phi tiêu này đi, vệ sinh tường sạch sẽ, làm sao cho không còn bụi nữa, dùng Apollo A100 bắn vào cái phần lỗ chỗ này, rồi dùng miếng nhựa vuốt cho thật phẳng. Vuốt càng phẳng thì khi sơn lên tường sẽ càng đẹp. Chờ khoảng 20 phút cho keo khô, rồi sơn lại tường. Sau khi tường khô, mình sẽ dùng miếng dán gai này dán lên tường, rồi dán phủ một tấm vải bố lên tường, để sau này lỡ có phóng hụt thì cũng không thấy lỗ trên tường. Cắt một lỗ ở đây, rồi treo bảng phi tiêu lên, thỏa sức mà chơi. Theo dõi kênh của Apollo Silicon để xem thêm các video tương tự nhé. Một lần chạm là một đời gắn kết. Apollo Silicon, chất keo cuộc sống.